It's Carrick from the Music of Freedom, and what we from the South Gang. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em kế bên vai và chai champagne em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh vẫn cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến LV anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những vấn đề của em anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ, em vẫn rất kêu. Thằng Cường nó đi với em trong Ferrari, còn anh thì kiếu. Anh lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô, chỗ công nhân ăn mì bằng xô, mỗi khi mưa xuống uống nước bằng tô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5,000 nó không cho đổ. Đi ngoài đường anh gặp được em, anh xin số thì em say no. Say don't mind, I wanna fly. So that means I'm not your alright. Bye, 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 bye. On why I hate that motorbike. But yeah, say don't mind, I wanna fly. So that means I'm not your alright. Bye, 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 bye. Em muốn gặp chàng quán hay, anh sẽ kêu người hẹn giờ trước. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ kêu phi cơ đến trước. Hễ những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu như anh là thằng ăn cướp. Đơn giản anh không thừa tiền, không giàu có giống như đại gia. Không thể quen 6-7 người cùng lúc và xem họ như món hàng đại trà. Vì anh không nhiều của cải, anh không có nhiều gia tài. Anh không đủ sức cho em tiền xài như thằng công tử phố núi Gia Lai. Những thứ anh làm cho em, tất cả đều xuất xứ bằng tay. Bên cạnh là chiếc xe máy tồi tàn chở em đi học hàng ngày. Còn thứ nó mua tặng em, nguồn gốc xuất phát đều từ tiền giấy. Ăn mặc sang trọng, có tiền có quyền và đầy người mẫu ngồi trong Bentley. Anh muốn em là của anh, nhưng cuộc sống lại không cho phép. Khi nhìn đối diện thực tế, kinh phí anh vẫn còn quá eo hẹp. Anh muốn được mặc đồ vest và ngồi ôm em trong Velvet. Nhưng làm sao được khi đi vô club anh toàn bị đuổi vì chân mang dép. On why I hate that motorbike. But yeah, say don't mind, I wanna fly. So that means I'm not your alright. Bye, 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 bye. On why I hate that motorbike. But yeah, say don't mind, I wanna fly. So that means I'm not your alright. Bye, 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 bye. Hết tiền, hết bạc, anh không thể cho em được. Hết phiền, hết nhạc, là con người anh lúc trước. Bước cái là nghèo, anh chỉ sợ em không theo. Anh nói trước theo anh chỉ có cái bụng em thường ngày đó meo. Anh đã nói là anh vẫn nghèo, chuyện về tiền bạc anh không chắc. Đến mức anh biết Việt Nam thắng Lào, nhưng khi gặp kèo anh không bắt. Vì anh không tiền nên anh lo, mọi thứ đều do bạn anh cho. Nên anh biết em về với anh, hai đứa mình chỉ ăn được bo bo. Công việc anh vẫn thường hay làm khi rảnh là giao với anh từng lô. Anh để thằng chủ sai khiến cũng vì tờ polymer gắn 6 chữ số. Chắc nó nghĩ anh tên xin nên đặt thêm tên lót là ô. Nó bắt anh chạy ra chạy vô, chạy giao hàng giống như là chạy xô. Chạy khắp phố từ Sài Gòn đến Thủ Đức như thằng cu ly. Nhìn anh chạy SHI nhưng thực chất anh không có gì. Tất cả những thứ anh đang xài đều là do mẹ anh cho free. Nếu em nói yêu anh trừ khi em là cô gái không biết suy nghĩ. On why I hate that motorbike. But yeah, say don't lie.